trong rồi. 1-1 thì cái việc chọn tướng nó quyết định rất là nhiều. Tại vì nhiều khi bạn vô một cái kèo, tại bạn không biết đối phương chọn cái gì. Nhiều khi vô kèo một cái là thấy là hết có cửa luôn. Kèo đấu mà vô cái là cảm thấy hết có cửa đánh. Thì việc chọn tướng cũng khá là quan trọng. Các bạn có 3 lượt cấm và 1 lượt chọn. Rồi, chúng ta đang thấy là Rumble bị cấm nè. À, cái thùng rượu đang được ôm đến từ cái layout của Gus, chắc là con Ragaz. Còn phía bên kia là hình như khẩu súng của Caitlyn đúng không ta? Đúng rồi, đó là con Caitlyn. Thôi cấm Caitlyn luôn. Chính xác mà. Caitlyn nói chung là những xạ thủ trong chế độ 1-1 thắng bằng cái điều kiện thắng áp lực phá trụ. Thực ra chúng ta đang nhìn thấy là ở cái mục này thì không có cái điều kiện thắng bằng lính, nhưng mà cái áp lực phá trụ của nó cũng sẽ rất là lớn. Thì hạn chế bớt xạ thủ cũng không phải là một cái quyết định quá tệ từ bên phía của Gus. Bởi vì anh ta xác định là mình không đánh xạ thủ rồi, thì cứ hạn chế bớt những con tướng tay dài đi. Đó, những con tướng mà tôi vừa kể, Caitlyn, Kalista, Varus là những con tướng thường hay xuất hiện. Còn Depp thì cũng cấm những con tướng mà thuận tay ở trong cái bệ tướng đi rừng như lộ Lap, Zac, những con tướng có khả năng tiếp cận nữa. À, không biết là Biro đứng ở phía sau huấn luyện viên như thế này thì liệu rằng có phải là con Heminger hay không? Biro bỏ nhỏ nó đẩy đường ác lắm. Đối phương mà vô tấn công là nâng cấp cái ụ súng là múa quanh cái ụ súng là... Ui, lấy con Ragaz luôn kìa. Ôi, căng vậy. À, như vậy gã kèo Ragaz rồi. Có gã kèo không? Gã kèo cấm chi căng thẳng nha. Ragaz, lấy tướng tụ đối đầu với đối phương luôn. Các bạn thấy trên hình không? Trên hình là Kết đang cầm cái thùng, Dép cầm cái súng. Vô game Dép cũng cầm cái thùng luôn. Ủa, cái gì? Không giả keo nha, giật mình nha, nhưng nhận à, là hai người cùng chỗ chung tướng nha. Hấp dẫn ha. Đúng, đồng ý. Bero tư vấn chiếc, Bero kêu, đồ biết Bero nói gì à, Linh ơi. Lấy con Ragaz khúc cuối, lấy cái thùng quăng nó ra. Đúng. Ván thi đấu này hai bên đều có cùng ý tưởng. Khúc cuối khi bắt đầu vô vòng bo rồi, con Ragaz sẽ giúp cho bạn đẩy đối phương ra. Đó là một trong những cái điều kiện thắng khá là dễ thực hiện. Thì cả hai bên đều có cùng ý tưởng, như vấn đề là Kết là một người chuyên chơi Ragaz. Thì để coi Dép xử lý như thế nào. Hợp lý, ý đồ được triển khai đến từ cho cả hai phía. Rồi, chân điếu đón, chân chim lợn cũng đã di chuyển ra rồi. Rất nhiều cúp đang đứng ở phía sau. Rồi chúng ta sẽ có một cái cầu tuyết của Dép nè. Phía bên kia thì sẽ có cái thiêu đốt của Kurs. Cầu tuyết hả ta? Ragaz cầu tuyết cũng ác á. Tại vì nó vẫn là con tướng có khả năng tiếp cận tốt rồi cầm được cầu tuyết nữa. Các bạn sẽ mất đi một phép bổ trợ gây sát thương, ví dụ như là thiêu đốt ở trong kèo đấu này. Rồi, mua đồ. Quyết định của Dép là một cái bí thư thất truyền để có thêm AP. Lên theo cái kiểu này thì ok hơn, nhịp độ của ván thi đấu nó sẽ căng hơn. Chứ mà lên theo kiểu chống chịu rồi chúng ta phải chờ chắc cũng tới 7 phút quá. Chỉ có một mạng thôi nha, một mạng duy nhất trong kèo 1-1 này. Một cơ hội duy nhất, sai không được sửa, là người thắng sẽ vào gặp Peter. Rồi, thậm chí là có cả áo tràng mây nữa ha, skin cũng khá là đẹp. Ok, chưa có bất kỳ một tình huống va chạm nào đủ lớn cả. Lách khỏi những cái thùng rượu được ủ. Hay là kỹ lao vào. Ui, lợi thế về cái lượng máu dành cho Dép. Mặc dù không phải là người chơi đi rừng nhưng mà thấy... Ôi, phía bên kia thì Kết đánh cục thế nhờ. Một cái dây chuyền sườn sống thế này. Như vậy là một bên sát thương, bên phòng ngự. Cũng để coi là cái cách lên trang bị nào sẽ có đủ thế hơn. Chúng ta thấy cái chất lượng của những cái pha thả thùng của Kết nó cũng khác hẳn với bên ta lên trang bị phòng ngự. Còn Dép thì có một lượng sức mạnh pháp thuật vượt trội hơn. Và những cái thùng rượu của anh ta thì để lại nhiều hậu quả hơn, ấm hơn nhiều so với những gì mà Kết có thể làm. Rồi, đây là màn hình của Kết. Như các bạn đã thấy, một cái dây chuyền sự sống với kháng phép bây giờ lên tới con số là 79 rồi. Nóc rượu vào thì lượng kháng phép được tăng thêm nữa. Cái đặc điểm đến từ cái cầu tuyết của Dép á, thì nó sẽ giúp cho cái khả năng uplay cũng sẽ là có. Khi mà chúng ta tái kích hoạt được cầu tuyết thì chúng ta sẽ né được chiều của phía đối phương khá là triệt để hơn. Dép đang xử lý khá là tốt những cái lợi thế ban đầu của mình, từ lượng sát thương vượt trội và đẩy được đặc lính vào trụ, di chuyển ra để có thể tranh giành lượng máu với đối phương. Lăn bụng thành công, bị trụ bắn một phát, vẫn là lời sát thương hơn. Dép vẫn còn hai bình máu.
Ok, năng lượng cũng đang khá là nhiều hơn dành cho Nep nữa. Nghe rất tốt. Và bởi vì lên sức mạnh phép thuật nên khả năng đẩy đường của Nep cũng nhỉnh hơn. Rồi thì đúng rồi. Rồi trụ vẫn một phát, may quá. Nội tại đã giúp Dep sống. Lượng máu cực kỳ thấp sau pha xử lý vừa rồi, Dep đã bị trụ bắn và sau đó dính luôn thiêu đốt. Kết xử lý cực kỳ nhanh trong pha vừa rồi. Chớp thời cơ ngay lập tức đến từ Kết. Cầu tiết không trúng vào người của Kết. Ồ, nếu trúng vừa rồi thì nhiều khả năng là tấn công được nha. Bởi vì Kết vừa rồi mới mất cái lăn bụng, hoàn toàn có thể Odin dành cho Dep. Thua lính rất nhiều nha. Kết vừa rồi bị đẩy ra khỏi đợt lính, sau đó là lính tràn trụ liên tục, anh ta thua một lượng lính tương đối là lớn. Nhưng mà như đã nói thì lượng lính nó chỉ được chuyển hóa thành lợi thế về mặt trang bị thôi, chứ nó sẽ không được chuyển thành thắng lợi dành cho Dep ở trong cái chế độ này. Mà bạn cần phải hạ gục đối phương. Về nhà có trang bị lớn luôn. Băng trượng hợp lý, cố định mục tiêu xong đó ném cái thùng đúng rồi. Món trang bị lớn rất là hiệu quả ha. Trên lịch mặt chỉ số lính thì đang nghiêng về cho Dep rõ ràng, 31 so với 19. Thể thức của 1-1 thì thật ra vẫn là giống với 2-2, tức nghĩa là hai điểm hạ gục kìa. Thể thức trên màn hình phải của bạn, hai điểm hạ gục một trụ và sau đó là sẽ là cái thời điểm chạy bo. Ta đang tiến khá là gần tới thời điểm giữa thôi, mới thời điểm giữa của trận BO1 này. Cầu tuyết vào, Kết phản công tốt, bị dính băng trượng. Và sau đó thì anh ta quay ngược trở lại trả sát thương. Dep bị lộ kỹ năng hơn trong pha vừa rồi, cho nên anh ta chưa thể nào vượt trội hơn về mặt sát thương được. Lợi máu dành cho Kết nha. Trey phần nào đó cũng chất lượng nữa. Kết bây giờ cũng đã có kháng phép khá là nhiều ha. Kết sẽ cố gắng hướng tới giày sớm với một cái giày thủy ngân, hai mảnh đang được hình thành rồi. Kháng phép tương đối là nhiều, nhưng AP của anh ta thì mới chỉ đạt được cho mình đó con số 35 mà thôi. Thùng rượu nổ giải tỏa đám đông, cấu rỉa lượng máu, đó là mục tiêu của Dep ở trong cái pha combo vừa rồi của mình. Dùng pha lăn bụng để né khỏi pha thả thùng của Kurt. Và sau đó đang nhìn vào đợt lính, đẩy lính vào. Để trong thời gian mà Kurt quan tâm giải quyết lính trong trụ thì Dep có thể quấy rối. Nhưng đây là tầm trụ, Dep sẽ không thể nào kích hoạt được cầu tuyết bay vào. Thay vào đó anh ta sử dụng những cái thùng rượu được ủ để có thể vừa cấu rỉa máu và vừa đẩy lính. Và với cái thế lính đẩy như thế này thì chắc là anh ta sẽ có thêm cái khoảng thời gian trống để có thể về. Và chắc chắn sẽ là những cái tình huống farm lính nhỉnh hơn dành cho Dep. Kết xử lý rất là hay và đó là một pha outplay đỉnh cao của Kết. Không phải tự nhiên mà tướng tủ của anh ta là Lagash. Kinh dị. Qua đỉnh, vẫn còn một màn nữa. Vẫn còn một màn nữa dành cho Dep để có thể tiếp tục chơi game. Nhưng đúng tôi đồng ý bên luôn là cái pha xử lý vừa rồi đúng đỉnh thật sự. Nó thể hiện được ai là người chơi Ragaz. Có thể nhìn ra được những khoảnh khắc đó. Dep rõ ràng là không u ớ được gì cả. Không một vết xước. Rất gọn ghẽ đến từ pha combo mắt tầm vừa rồi với một cái thùng rượu nổ. Như vậy là Dep vẫn sẽ cố gắng để có thể đặt cược vào cái sức mạnh phép thuật của mình với một giày khai sáng. Còn phía bên kia thì nãy tôi thấy mua cái áo choàng bạc nữa cơ, đến từ Kurt. Full kháng phép. Bắt đầu là dấu hiệu những pha thả thùng của Dep nó, mặc dù là lượng sát thương nó vẫn ổn, nhưng mà với lượng trang bị này thì việc kích hoạt nội tại sau đó hồi phục của Kurt cũng khá là tốt. Cho nên là, và đặc biệt hơn nữa là khi mà Dep là người luôn đẩy cao từ rồi đến giờ, anh ta sẽ không thể nào, ngay cả khi là anh ta có thể làm được, nhưng ta cũng không thể nào làm cái việc mà Kurt vừa làm là đẩy đối phương vào trụ được, tại vì Kurt đang đứng ngay trụ của mình rồi. Rồi như vậy là với một cái điểm hạ gục vừa rồi thì cũng sẽ có lợi thế về mặt tinh thần dành cho Kurt. Nhưng có lẽ như chúng ta sẽ hướng tới một cái ván thi đấu mà chờ tới 7 phút để cho vòng bo nó thu vào. Và khi mà vòng bo thu vào thì tôi đang rất là háo hức mong chờ những tình huống outplay, lăn bụng tốc biến và tốc biến né sau đó ném ngược trở lại đối phương chẳng hạn. Sắp sửa tới thời điểm quyết định, đây có thể là cơ hội. Khi mà tới cái thời điểm 7 phút và có vòng bo thì thực ra cái lợi thế trước đó của Kết cũng sẽ không còn. Thời điểm đó thì quay lại với việc là ai sẽ outplay đối phương, đẩy được đối phương ra khỏi vòng bo nhiều hơn. Thì có thể là Dep sẽ đánh phòng ngự tới thời điểm đó, tránh việc bị hạ gục và chờ đợi cơ hội để outplay ở vòng bo. Thì anh ta có cầu tuyết và có tốc biến, lợi thế hơn chút xíu so với lại đối phương và mua được thêm cái đồng hồ ngưng động nữa. Rất quan trọng nha, cái này rất quan trọng nha. Đồng ý, nó sẽ là một cái công cụ để có thể outplay. Vừa rồi thì không biết là anh Lương có nghe cái tiếng của huấn luyện viên phía sau không ta, hay là Dep giao tiếp với lại huấn luyện viên không ta?
Nó trao đổi liên tục á. Nhưng mà không biết tiếng này là tiếng của Cớp bên kia hay sao á. Tại vì đeo tai nghe thì chỉ có hai người đeo tai nghe. Có thể là tiếng của cả hai nói chuyện với nhau luôn á. Ồ. Giảm cân á, đang chạy đua với lại vòng á. Ơ, Kiệp không đây? Kiệp chắc chắn là Kiệp đép không muốn vào vòng sớm, cứ đi theo vòng là được rồi. À, di chuyển theo vòng bo cho nó chắc cú. Rồi, offlay nhau thôi. Có rất nhiều công cụ để offlay. Bạn có thể dùng lăn bụng để né, bạn có thể dùng tốc biến để né. Nhưng mà khi vòng bo bắt đầu hẹp lại, người ra tay trước là Kết. Đép bắt đầu né khỏi vòng. Có đồng hồ, có tốc biến, Đép chắc chắn là có nhiều lợi thế hơn. Đẩy rồi. Rồi, chưa ra khỏi vòng. Chưa đủ sát thương. Vẫn còn đồng hồ, Đép vẫn còn đồng hồ, Đép mất máu nhiều quá. Đép là người lộ máu hơn. Ôi, Đép đi rồi. Thùng rượu nổ của Đép ném sớm quá. Khi mà vòng đang to thì Đép đã ném cái thùng rượu nổ rồi. Nó mất đi cái áp lực khi mà cái vòng nó thu nhỏ lại. Và có xử lý rất khéo. Mặc dù không đẩy được Đép ra khỏi vòng, nhưng mà anh ta có nhiều hơn cái lượng sát thương để có thể dứt điểm. Thực sự là một màn trình diễn mà Đép đã rất tự tin. Tôi phải ghi nhận đầu tiên là bạn chọn tướng tủ của đối phương.